Những hình ảnh trẻ bị bạo hành tại cơ sở mầm non Sen Vàng ở Hà Nội đang tiếp tục khiến cho những người làm cha làm mẹ phải phẫn nộ và thêm phần lo lắng cho sự an toàn của con cái đang ở tuổi mầm non khi đi lớp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên những vụ bạo hành trẻ mầm non được phát giác, nhưng mà đáng tiếc thì đó lại không phải là toàn bộ các sự việc đã và đang diễn ra. Nhiều phụ huynh cũng vì sự việc này mà đang hủy bỏ kế hoạch cho con đi lớp, dù là sau Tết thì nhiều gia đình không có người trông. Nhưng đây thì cũng chỉ là giải pháp tình thế. Vậy thì phụ huynh làm thế nào để phát hiện con mình ở trường đã bị bạo hành? Và làm thế nào để giảm thiểu rủi ro cho con khi đi lớp? Chuyện tối nay sẽ bàn cùng với khách mời tiến sĩ Vũ Thu Hương, một chủ đề mà rất nhiều các bậc phụ huynh đang quan tâm hiện nay. Và tiến sĩ Vũ Thu Hương hiện là giảng viên của khoa giáo dục tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị cũng là một chuyên gia rất là uy tín của rất nhiều các bậc phụ huynh. Cảm ơn chị đã tới với chương trình của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây để xem câu chuyện xảy ra ở các nhà của cháu bé bị bạo hành là như thế nào. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Hoài Sương, phụ huynh của cháu bé bị giáo viên của cơ sở mầm non Sen Vàng dùng đầu gối thụi vào bụng và mắng chửi, thì con chị mới chỉ đi học được một tháng. Sau khi được gửi ở cơ sở Sen Vàng 1, trong một thời gian ngắn thì cháu bé có biểu hiện không muốn đến lớp. Đưa con đi qua đây mà đi bộ là bé không muốn đi qua. Nếu mà đã xách ba lô là con không đi học đâu, con không được, bất kể là buổi sáng hay là buổi tối. Nó quá khiếp rồi. Mình thì nghĩ là con mới đi học thì nói như thế, nhưng mà bây giờ thì mới hiểu vì sao con lại có cái câu như thế. Đây cũng là biểu hiện khá phổ biến của các cháu bé khi vừa mới làm quen với môi trường mới, nên rất nhiều bậc phụ huynh nhầm lẫn giữa việc con chưa quen việc đi học và tâm lý sợ trường vì bị bạo hành. Câu chuyện đánh trẻ xảy ra cách đây không lâu ở khu đô thị Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội cũng tương tự. Thường thì các bậc phụ huynh gửi con tới trường với tất cả niềm tin vào người làm sư phạm. Nhưng thực tế hiện nay, đó không phải là một môi trường an toàn và đáng tin cậy. Không thể tin được. Vì chị đấy em rất là tin tưởng chị ấy. Chị nói hay lắm. Chị nói rất là tốt. Thấy chị cũng tốt đẹp. Không thể nào mà nghĩ được là chị đánh con mình như thế. Trẻ nhỏ thường rất nhạy cảm trước hành động bạo lực. Nhưng phụ huynh thì không phải ai cũng đủ tinh tế hoặc đủ thời gian để quan tâm đến con. Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương, người mẹ trong phóng sự vừa rồi cũng đã nói được một phần những cái đặc điểm của con sau khi mà bị bạo hành, mặc dù sau đó người mẹ vẫn cứ cho con đi học một cách bình thường. Liệu đó đã phải là những biểu hiện điển hình nhất của những đứa trẻ bị bạo hành ở trường mầm non chưa ạ? Có thể nói là như vậy, và ngoài ra các cháu còn có rất là nhiều những biểu hiện khác khi mà bị bạo hành mà có rất là nhiều phụ huynh đã không để ý. Ví dụ như con từ trước đến nay không bị tày dầm mà đột nhiên con lại tày dầm, thì đấy là một cái mà chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Hoặc cháu có rất là nhiều những cái biểu hiện trước nay không hề có, bây giờ tự dưng xuất hiện. Đơn giản ví dụ cháu tự dưng mút tay, cháu tự dưng cắn móng tay, hoặc đơn giản là cứ suốt ngày sờ sờ một cái gì đó ở trên người. Những cái biểu hiện rất bất thường đó mà lại chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, khiến cho chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi là tại sao trước con không có hành động đó và bây giờ con có hành động đó. Thì đấy là những biểu hiện mà các cha mẹ có thể xác định là con đã có một cái gì đó không ổn trong tâm lý. Vâng, nhưng mà thường thì những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ mới đi lớp thì chúng sẽ có rất nhiều những biểu hiện điển hình, giống như là không dám đi học này, rồi bố mẹ về thì ngay lập tức khóc. Vậy thì làm cách nào để các bậc phụ huynh phân biệt được giữa rằng là con ngại đi lớp theo cái thói quen thông thường với việc là con đã bị bạo hành? Chúng ta chú ý tới những cái biểu hiện về thể chất cũng như là biểu hiện về tâm lý ạ. Thực ra cái này là tôi cũng phải cảnh báo với các phụ huynh là khi mà các bậc phụ huynh cho con đi học mà con khóc ấy, thì đấy đã là biểu hiện không bình thường về tâm lý rồi. Dù khóc vì lý do gì thì đấy cũng là không tốt. Chính vì vậy cho nên các bậc phụ huynh cần phải cho con làm quen với lớp, để con đến lớp là con không khóc nữa. Và lúc đấy con hoàn toàn bình thường. Thì khi mà con có biểu hiện bất thường, lập tức chúng ta biết ngay. Còn khi mà các cháu luôn luôn trong tình trạng bất thường thì sẽ rất khó để được đánh tín hiệu cho bố mẹ biết là bây giờ con bất thường hơn so với những ngày khác. Ở đấy là những đứa trẻ chưa biết nói thì chúng chỉ có thể biểu hiện bằng những cái hành vi. Vậy thì còn những trẻ mà 4-5 tuổi chúng đã biết nói rồi thì bố mẹ có cái cách giao tiếp nào để có thể biết rằng là việc đi học của con hôm nay ở trường là bình thường hay không bình thường không ạ? Có rất là nhiều cách bạn ạ. Trước hết là
chúng ta thay vì chúng ta hỏi con là hôm nay đến lớp có vui không, hôm nay con học cái gì, thì bố mẹ hãy gợi cho con bằng những câu chuyện là ngày xưa bố mẹ đi học, bố mẹ có cái này, bố mẹ có cái kia, cô giáo dạy cái này, cô giáo dạy cái kia, hoặc thậm chí cô giáo đánh bạn này, cô giáo đánh bạn kia. Thì nếu như sự thật có là như vậy, đứa trẻ lập tức cũng sẽ kể ngay, hôm nay con đi học cô cũng đánh bạn này, cô cũng đánh bạn kia, ví dụ như thế. Thì cái đấy là cách rất dễ để chúng ta biết. Một cách nữa là nếu mà cô có dặn là không được kể thì chúng ta có thể chơi trò đóng kịch. Bố mẹ sẽ là học sinh, con sẽ là cô giáo. Lúc đấy con sẽ diễn như thật và con không nghĩ rằng bây giờ con đang vi phạm cam kết với cô, mà con nghĩ là đây chỉ là con diễn kịch bình thường thôi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ biết rất là nhiều sự thật. Ngoài ra các bố mẹ cũng chú ý là các con nếu như mà đêm ngủ mà la hét thì đấy là một biểu hiện không thể bỏ qua. Các bố mẹ phải rất là cẩn thận. Vâng, tôi thấy có nhiều bậc phụ huynh cũng mách nhau rằng là ở nhà thì chơi trò đóng vai với con, bố mẹ làm giáo viên, còn con là học sinh, xem cái phản ứng, cái thái độ của con với cô giáo, với thầy cô là như thế nào. Ví dụ bình thường thân thiết thì có thể ở trên lớp cũng vậy, còn nếu mà chúng tỏ ra rất là sợ hãi, lấm lét thì rất có thể là trên lớp cũng là một cái thái độ như vậy. Vậy thì với những đứa trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ 2, 3, 4 tuổi mà khi mà bị bạo hành như vậy thì có để lại cái hậu quả tâm lý lâu dài không ạ? Tôi phải chia sẻ một câu chuyện rất thật là chính bản thân tôi cũng đã từng bị bạo hành khi đã đi mầm non. Và cái thời điểm đấy tôi bị các cô sử dụng ví dụ như là chổi tre hoặc là chân để rửa cho mình khi mà mình có đi vệ sinh, hoặc là cũng bị đánh, cũng thậm chí là cô đẩy ra ngoài cửa để chờ bố mẹ đến, xong khi cô khóa cửa cô đi về. Thì suốt một tiếng đồng hồ tôi phải đứng ở vỉa hè. Và mặc dù lúc đấy tôi chỉ khoảng 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi thôi, nhưng đến bây giờ sau hơn 40 năm tôi vẫn nhớ. Như vậy có nghĩa rằng là cái ấn tượng, những cái ám ảnh của đứa trẻ là vô cùng sâu sắc. Và chính vì vậy khi mà tôi xem những cái clip như này thì tôi vô cùng phẫn nộ và cảm thấy là mình bị tổn thương như là mình đã từng bị tổn thương lúc từ bé. Tôi còn biết là nhiều phụ huynh không dám xem những clip như vậy, không dám xem một chút nào luôn, bởi vì thực sự rất là đau lòng. Vậy thì ví dụ khi phụ huynh mà phát giác ra những cái vụ việc như vậy, họ nên xử lý thế nào? Theo tôi cái cách hay nhất, việc đầu tiên là mình phải nghĩ đến con, và cách hay nhất là chuyển trường. Chúng ta phải cố gắng để lấy lại cái tâm lý cho con bằng cách cho con đi chơi, cho con làm một hoạt động gì đó để con quên, sau đó chúng ta chuyển trường. Bởi vì khi con nhìn thấy lại cái môi trường cũ, con sẽ nhớ lại toàn bộ. Việc thứ hai nữa là chúng ta cần phải phản ánh lên trên, nhưng không nên làm ầm lên ở các phương tiện thông tin đại chúng, bởi vì làm như thế các thầy cô rất là áp lực, mà chúng ta có thể báo lên trường. Lên trường không được thì lên phòng, phòng không được thì lên sở, sở không được thì lên bộ. Tức là chúng ta đi theo ngành dọc của ngành giáo dục để họ giải quyết tận gốc cái câu chuyện này. Và chỉ khi mà giải quyết không được thì chúng ta mới có thể đưa ra công luận. Nhưng mà ngoài ra chúng ta còn có một cấp rất là quan trọng mà chúng ta cần phải báo, chính là Quốc hội. Quốc hội sẽ không bao giờ để các em bé lâm vào tình trạng như thế. Dạ vâng, thưa tiến sĩ Thu Hương, đúng như anh Phước vừa chia sẻ thì đây cũng là lần đầu tiên Linh mới phải xem cái clip vừa rồi, bởi là một người mẹ thì mình cũng vô cùng phẫn nộ với cái chuyện đó. Và chúng ta cũng biết là rất nhiều nhà trẻ bây giờ cũng lắp camera để cho bố mẹ tự tin hơn khi gửi con đến, vì họ có cách kiểm soát. Nhưng chị với tư cách là một nhà giáo thì chị nghĩ cái phương pháp này nó có thật sự hiệu quả để giảm bạo hành ở trong trường mầm non hay không? Và nó thực sự có làm một cách hay để giúp cho các giáo viên tự tin hơn hay không? Tôi nghĩ là không, thậm chí là ngược lại. Cũng giống như là các bạn đang làm một công việc gì đó và các bạn luôn bị giám sát thì các bạn sẽ rất dễ là ức chế. Và khi các bạn chỉ cần có một chút không hài lòng thì cái tâm trạng của các bạn sẽ xấu hơn rất là nhiều. Và lúc đấy thì các bạn sẽ trút giận vào ai? Đó là những người xung quanh các bạn, và đấy chính là các em bé. Hơn nữa camera không thể lắp vào tất cả các vị trí trên trường, và họ hoàn toàn có thể lôi con ra ở một vị trí nào đó camera không chiếu tới để họ có thể hành hạ những đứa trẻ. Cho nên tôi nghĩ không nên tạo ra những cái áp lực cho giáo viên. Đấy là cách hay nhất để chúng ta giảm những cái gọi là bạo hành trẻ ở trường. Dạ vâng, và tôi cũng thấy là ở rất nhiều quốc gia phát triển khác thì những giáo viên mầm non họ có cái sự đào tạo rất là kỹ. Ví dụ như ở Pháp, tôi thấy rất ngưỡng mộ cái hệ thống giáo dục mầm non của họ, là trước khi họ trở thành giáo viên mầm non họ cũng phải có một bằng cử nhân ở một lĩnh vực khác, sau đó mới học cao lên về giáo dục. Hay ở Anh thì giáo viên mầm non cũng học cử nhân như giáo viên tiểu học. Ở Nhật thì cũng phải là chuyên gia chăm sóc trẻ nhỏ. Thì tôi không biết là ở Việt Nam của chúng ta, giáo viên mầm non đã có sự đào tạo bài bản và quan tâm đúng mức hay chưa? Và liệu cái sự quan tâm ở mức đó nó có phải là cái nguyên nhân dẫn tới cái việc tình trạng bạo hành đang diễn ra như bây giờ hay không ạ?
Theo như tôi biết thì giáo dục mầm non của chúng ta có hệ thống đào tạo khá tốt, có bằng đại học bạn ạ, và có cả những bằng thấp hơn như là trung cấp hay là cao đẳng. Nhưng nếu bạn muốn chuyển sang ngành mầm non, bạn đang học đại học khác, thì bạn sau khi tốt nghiệp đại học rồi, bạn vẫn phải học từ trung cấp mầm non, sau đó bạn mới được học thêm một bằng đại học nữa để bạn lấy bằng. Tức là họ khá là nghiêm túc trong vấn đề đào tạo. Tuy nhiên, những hiện tượng này thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều trường hợp giáo viên như không có bằng. Và cái trường hợp để lọt những nhân vật như thế này chính là nguyên nhân để các cháu bị bạo hành. Bởi vì các thầy cô được đào tạo rất là nhiều về tâm lý thì các thầy cô rất ít khi để xảy ra những chuyện như thế. Nhưng mà những người mà không được đào tạo nghiêm túc mà lại được đứng lớp, đấy mới là vấn đề. Và do vậy cho nên tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là cái khâu quản lý của chúng ta quá kém. Và chúng ta đã làm thế nào để lọt vào những con người không có bằng? Vâng, tôi biết hiện nay tình trạng thiếu giáo viên mầm non xảy ra ở trên cả nước. Và như trong trường hợp ở trường Sen Vàng vừa rồi thì một giáo viên bạo hành trẻ em thì cũng là tốt nghiệp cao đẳng một ngành khác, hình như là kinh tế thì phải. Sau đó thì vào đây làm giáo viên mầm non. Một câu hỏi cuối cùng đó là, vậy thì chúng ta các phụ huynh nên trang bị cho con, chuẩn bị cho con những gì để khi con đến trường mà hạn chế những cái rủi ro về việc bị bạo hành? Trước tiên thì tôi cũng phải chia sẻ là bình thường ở các quốc gia khác họ không yêu cầu, nhưng với Việt Nam thì chúng ta cần phải dạy con tất cả các kỹ năng sống cần thiết để đứa trẻ có thể sống độc lập. Ví dụ xúc ăn, ví dụ đi vệ sinh, vân vân và vân vân. Đứa trẻ phải có kỹ năng tốt, bởi vì khi cô quản lý một lớp học quá đông thì cô rất khó để chăm sóc các con. Và do vậy cho nên là khi con có kỹ năng tốt thì cô sẽ không phải quá lo cho con, và cô sẽ dễ gọi là giữ kiên nhẫn với con hơn. Ngoài ra là các bố mẹ cũng đừng yêu cầu họ những cái yêu cầu quá đáng. Ví dụ như là có rất nhiều phụ huynh muốn là con đi lớp thì phải tăng cân đấy, hoặc con đi lớp thì phải ngoan. Thì những cái đấy mà trong khi chúng ta không dạy trẻ ở nhà, chúng ta lại muốn trẻ ở lớp phải ngoan, thì rõ ràng là nó có một cái sự chênh tạo áp lực cho giáo viên, khiến cho người ta luôn luôn bị ức chế và rất dễ người ta sẽ có những hành động thiếu kiểm soát. Vâng, cảm ơn những chia sẻ và những cái phân tích kinh nghiệm của tiến sĩ Vũ Thu Hương. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người cha người mẹ thì đứa con chính là điểm yếu nhất hay là nhạy cảm nhất và dễ bị tổn thương nhất của họ. Làm đau mỗi đứa con thì sẽ khiến cho các bậc phụ huynh còn đau hơn là làm đau chính mình. Thế nhưng mà khá nhiều trường hợp chỉ có thể biết được con mình đã bị bạo hành sau khi những hình ảnh quay trộm hiếm hoi được đưa lên báo chí hoặc là mạng xã hội. Và để không phải là người cuối cùng biết sự thật thì mỗi bố mẹ hãy quan tâm tới con nhiều hơn một chút và hãy cố gắng giáo dục con mình một cách tự lập càng sớm càng tốt, theo những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay của chương trình. Và mong rằng là những hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện thêm để làm đau lòng những người làm cha làm mẹ nữa.